Được khởi công vào tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Chiều dài tuyến là 620 mét, cầu gồm 6 nhịp dầm, bề rộng mặt cầu 8,5 mét, vận tốc thiết kế qua cầu là 40 km một giờ. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung thực hiện các hạng mục như trụ, mố cầu, đường dẫn, di chuyển hệ thống ngầm, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 50%. Dự kiến đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 3 năm 2024.